Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, hôm nay là ngày 20 tháng 8 năm 2014. Qua đường dây viễn liên giữa California và Hà Nội, Phố Bosa TV sẽ có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, trước khi ông chấm dứt vai trò chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, để bắt đầu chức vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nga. Xin kính chào ông Nguyễn Thanh Sơn ạ. Vâng, xin chào anh Vũ Hoàng Lân. Được biết là ông cũng sắp sửa rời nhiệm vụ chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và nhận nhiệm vụ làm Đại sứ Việt Nam ở Nga. Xin ông có thể cho biết việc đó đã như thế nào và bao giờ ông thực sự chính thức sang Nga để nhận nhiệm vụ mới, thưa ông? Vâng, trước hết là xin một lần nữa tôi gửi lời chào từ Hà Nội đến anh Vũ Hoàng Lân và tất cả các quý khán giả của Phố Bosa TV, bà con cô bác khắp nơi trên thế giới. Chỉ còn vài tuần nữa thì tôi chính thức sẽ lên đường đi sang nhận nhiệm vụ làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nhà nước ta tại Liên bang Nga. Đây là một công việc mới, nhưng mà nó là một công tác ngoại giao chuyên nghiệp, và tôi cũng rất là mong muốn là được trở lại đất nước Nga, nơi mà tôi đã có cái thời gian học tập rất lâu ở bên đó. Tuy nhiên, rời bỏ cái công tác đối với người Việt Nam nước ngoài thực sự là trong thâm tâm tôi rất là luyến tiếc, nhưng vì là chỉ còn ít năm nữa thì tôi đến tuổi nghỉ hưu, cũng như là đã có đôi lần tâm sự với anh Vũ Hoàng Lân và quý khán giả của Bosa TV. Mặc dù vậy thì tôi cũng có thể nói là rất là lưu luyến, rất là tiếc cái công việc tôi đang làm. Tôi rất tâm huyết với công việc và với bà con cô bác ở khắp nơi trên thế giới, thì đây là cái tấm lòng chân thành của tôi từ trái tim, từ cái lòng nhiệt huyết, cũng như từ cái tình cảm của tôi dành cho bà con cô bác khắp nơi trên thế giới. Và cũng có thể nói là trong những năm vừa qua, thông qua Phố Bosa TV rồi các cơ quan truyền thông khác cũng đã truyền tải đến bà con cô bác khắp nơi trên thế giới những công việc nó liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài mà Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam nước ngoài do tôi phụ trách đã làm được. Và cũng là nhờ cái sự hưởng ứng rất là nhiệt tình, cái tấm lòng của bà con cô bác đối với quê hương đất nước, đối với cội nguồn dân tộc, cho nên là đã có những cái thành công nhất định. Để thực sự mà nói, rời cái nhiệm vụ này thì tôi rất là luyến tiếc. Trong thâm tâm thì có thể nói là không bao giờ muốn rời bỏ cái công việc này, bởi vì nó đang giành được cái sự ưu ái và cái sự ủng hộ rất là nhiệt tình của bà con cô bác khắp nơi trên thế giới, cho nên thực sự tôi rất luyến tiếc anh Vũ Hoàng Lân ạ. Rồi, nhiệm vụ của một thứ trưởng và vai trò chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, ông hài lòng nhất đối với những điều gì mà ông đã làm được trong thời gian qua, thưa ông? Trong thời gian vừa qua 7 năm, có thể nói là 7 năm tôi làm chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, thì cái mà tôi cho là nó đạt thành công nhất, cái mà tôi cho là hãnh diện nhất, đó là cái số lượng người Việt Nam ở nước ngoài về Tổ quốc ngày càng đông. Và cái vai trò, vị trí của người Việt Nam ở nước ngoài chúng ta ngày càng được khẳng định đúng theo cái nhận định của nghị quyết 36, đó là một cái bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam và đồng thời là cái nguồn lực rất quan trọng. Và tôi rất là xúc động, rất là phấn khởi khi thấy bà con cô bác dành cho quê hương đất nước ngày càng nhiều hơn những tình cảm sâu nặng của mình thông qua những chuyến trở về quê hương đất nước của tất cả bà con cô bác, bất kể ở ngành nghề nào, trong thành phần nào. Thế rồi là các cháu thanh niên sinh viên kiều bào, thế rồi là cái sự đóng góp của bà con cô bác đối với tất cả các phong trào và trong nước kêu gọi, từ chủ quyền biển đảo cho đến những cái vùng bị lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh mà có cái sự kêu gọi của Tổ quốc, của đất nước, thì bà con ta khắp nơi trên thế giới hưởng ứng rất nhanh, rất kịp thời và rất có hiệu quả. Và tôi đặc biệt xúc động và tôi cũng rất là phấn khởi khi đã tham gia tổ chức thành công 3 chuyến hải trình Trường Sa cho bà con cô bác ở khắp nơi trên thế giới được ra thăm quần đảo Trường Sa thân yêu của chúng ta, được nhìn thấy vùng trời, vùng biển hết sức là đẹp đẽ, cũng nói có thể nói là hùng vĩ của đất nước chúng ta, nhìn thấy cái tiềm năng phát triển về kinh tế biển của đất nước chúng ta, có đánh bắt hải sản, trong đó có khai thác dầu khí, trong đó có những cái ngành công nghiệp khác mà chúng ta đang tiếp tục cùng với lại bạn bè quốc tế để mà thực hiện các cái hợp tác quốc tế để khai thác trên biển Đông để đem lại lợi ích cho đất nước. Và cái tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của chúng ta cũng đã được bà con cô bác khẳng định
để quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo, lãnh thổ, lãnh hải của chúng ta cũng được bà con cô bác khẳng định. Và đặc biệt trong cái thời gian vừa qua, khi mà Trung Quốc đặt trái phép cái giàn khoan HD 981 trong thềm lục địa, trong lãnh hải đặc quyền kinh tế của chúng ta, thì bà con cô bác khắp nơi trên thế giới đã quá hiểu về cái quyết tâm của chính phủ nhà nước chúng ta, của nhân dân trong nước, quyết tâm bảo vệ đến cùng cái chủ quyền lãnh thổ lãnh hải chúng ta. Cho nên là trong cái dịp vừa qua thì cái tấm lòng yêu nước cũng như là cái thiện chí cũng như là quyết tâm của bà con cô bác chúng ta khắp nơi trên thế giới đã thể hiện rất rõ nét thông qua các hoạt động mà bà con đã tổ chức ở khắp nơi để biểu tình phản đối và lên án mạnh mẽ cái sự ngỗ ngược vi phạm luật pháp công ước quốc tế của Trung Quốc trong cái tháng 5, tháng 6, tháng 7 vừa qua đối với đại chủ quyền lãnh hải của chúng ta. Điều này nó khẳng định là bà con cô bác đã được chứng kiến tận mắt những cái hình ảnh, những cái hòn đảo, những cái chủ quyền mà chúng ta đang tuyên bố rất vững vàng trên vùng Biển Đông, đặc biệt là trong quần đảo Trường Sa. Thì tôi thấy là nhiều việc đã làm được. Thế rồi thì là cái trại hè cho các cháu thanh niên sinh viên kiều bào, thế rồi những đoàn kiều bào về dự quốc giỗ hàng năm để chúng ta tưởng nhớ đến các vua hùng, đến tổ tiên ông bà. Thế rồi là các lớp học để nâng cao cái trình độ và khả năng giảng dạy tiếng Việt cho các giáo viên dạy tiếng Việt tự nguyện ở một số địa bàn trên thế giới cũng đã được triệu tập về và đã đem lại cái hiệu quả và cái thu hút cái sự chú ý của rất nhiều các hội đoàn người Việt Nam trên thế giới. Thế rồi các chế độ chính sách trong những năm vừa qua đã giải quyết được từ việc xuất nhập cảnh, quốc tịch, đầu tư về trong nước, chính sách về sở hữu nhà cửa, bất động sản đã dành cho bà con cô bác chúng ta những cái quyền lợi chính đáng như những người dân trong nước. Thì tôi cho là trong những năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo của tôi cùng với lại tập thể Ủy ban Nhà nước của người Việt Nam nước ngoài đã cống hiến, đã đem lại cho bà con cô bác bước đầu những cái niềm tin, những cái niềm vui. Và tôi hy vọng là bà con cô bác ở khắp nơi trên thế giới sẽ đánh giá đúng những cái thành quả, đánh giá đúng cái thiện chí cũng như là cái tấm lòng và tình cảm mà Đảng, Chính phủ, nhân dân trong nước dành cho bà con ở khắp nơi trên thế giới. Thưa anh em, bên cạnh những điều mà ông cho rằng đã làm được thì có hay không những điều mà ông vẫn mong muốn mà chưa làm được? Nếu có thì vì sao thưa ông? Cái tôi mong muốn nhất có thể nói là từ đáy lòng. Cái tôi mong muốn nhất ngày đêm và cái trăn trở nhất của tôi cũng như là cái tình cảm của tôi sâu nặng nhất dành cho bà con cô bác, đó là tôi mong muốn sớm có một cái ngày đại đoàn kết dân tộc. Đó là tôi mong muốn tất cả gần 4 triệu rưỡi người Việt Nam tại nước ngoài, không phân biệt quan điểm chính kiến, không phân biệt những cái tư duy, những cái bất đồng, và chúng ta cùng sát cánh với nhau, đoàn kết với nhau, cùng với nhân dân trong nước để chúng ta trước hết là bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ lãnh hải của chúng ta, không để cho bất cứ ngoại bang nào nhằm nghe xâm phạm vào cõi của chúng ta. Sự đại đoàn kết, tinh thần hòa hợp hòa giải dân tộc và tạo ra cho dân tộc chúng ta một cái sức mạnh toàn diện mà trong lịch sử của dân tộc Việt Nam 4.000 năm phát triển đã chứng minh điều đó rất rõ ràng. Khi chúng ta có sự đoàn kết nhất trí từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, thì không có kẻ thù nào có thể xâm phạm vào gói chúng ta, không có thế lực nào có thể gây cho chúng ta những cái bất ổn, không có thế lực nào có thể làm cho chúng ta chia cắt. Cho nên cái mong muốn của tôi mà tôi đang cố gắng trong những năm tháng vừa qua, tôi cũng đã làm bằng trái tim, bằng tình cảm, bằng cái tâm nguyện của tôi và tự tôi làm, là từ bước đi để mà dẫn đến cái hòa hợp hòa giải, để mà đại đoàn kết dân tộc, để mà người dân trong nước cũng như 4 triệu rưỡi người Việt Nam ở nước ngoài thực sự là anh em trong một nhà. Mong muốn của tôi là làm sao những người kế nhiệm tôi sẽ tiếp tục phát huy bằng trái tim nhiệt huyết của mình, sẽ đề xuất với chính phủ, với nhà nước những bước đi, những biện pháp tích cực hơn nữa, mạnh dạn hơn nữa, đột phá hơn nữa, để làm sao chúng ta xóa bỏ đi cái hố sâu ngăn cách hận thù mà như tôi đã nói trong nhiều lần trước đây trên báo chí, phương tiện truyền thông cũng như gặp gỡ bà con. Chúng ta phải bằng trái tim, bằng tấm lòng, bằng nhiệt huyết, bằng sự chân thành của mình để chúng ta nối vòng tay lớn giữa trong và ngoài. Tôi rất mong muốn khi ngày đại đoàn kết dân tộc nó sẽ đến gần, khi ngày mà chúng ta có cái sự hòa hợp hòa giải nó sẽ đến gần. Để thấy mình.
trong suốt 7 năm trong vai trò chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài như vậy đó, ông có thể chia sẻ là đâu là những giờ phút thử thách nhất, khó khăn nhất trong công việc đó trong suốt 7 năm qua thưa ông? Tôi cho là nó có rất nhiều những lúc mà tôi cảm thấy nó rất khó khăn, tưởng chừng như không vượt được qua. Cũng có những cái hoạt động và cũng có những cái thời điểm mà công việc nó dồn dập, cả tình hình ở bên trong lẫn bên ngoài. Vì như anh Hoàng Lân và quý vị khán giả biết là một thế giới năng động, một thế giới đầy những biến động, thì nó có thể có những cái khó mà có thể lường trước được xảy ra. Tôi mong muốn cái sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc hòa hợp hòa giải được nhanh chóng đến gần, cho nên đôi khi tôi cũng đã nhiều khi cũng có thể nói là cũng đánh liều với sinh mệnh chính trị của mình để có những bước đi mạnh mẽ, tiên phong để chứng minh cho bà con cô bác thấy những việc chúng tôi làm là có ý nghĩa, là chân thành, là có cái sự chủ động. Ví dụ như là cái việc mà tôi đến thăm nghĩa trang Biên Hòa, có những cái kiến nghị với lại chính phủ, với thủ tướng, và được thủ tướng chính phủ chấp nhận để làm sao tôn tạo, tu sửa, cải tạo lại cái nghĩa trang Biên Hòa, phải có người báo cáo, phải có người trình, phải có lập luận, thì tôi cho rằng là chính phủ sẽ chấp nhận. Và những bước đi cụ thể đó đã được chính phủ chấp nhận, tôi cho nó mở ra một cái giai đoạn mới trong công tác hòa hợp hòa giải dân tộc, với cái sự thông cảm nhìn nhận từ trên xuống dưới. Thế rồi có những cái đột phá mà chúng tôi kiên quyết mong muốn phải làm bằng được, đó là những hải trình Trường Sa, để cho bà con cô bác được ra tận nơi, được chứng kiến tận mắt cái cảnh đẹp bao la hùng vĩ của biển đảo chúng ta, cái tiềm năng của chúng ta, nhưng đồng thời chủ quyền của chúng ta luôn luôn được giữ vững. Thế rồi những chế độ chính sách, thế rồi những cái việc làm nó liên quan đến văn hóa tâm linh, đến truyền thống dân tộc, các lễ lễ cầu siêu tổ chức cho các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ người Việt Nam đã ngã xuống vì độc lập tự do của đất nước, trong đó có chủ quyền biển đảo, những người đã ngã xuống ở Hoàng Sa, ở Trường Sa, ở phía Bắc, ở rất nhiều nơi trên khắp đất nước chúng ta, để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của chúng ta. Tất cả những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đó đều được đáng khâm phục, đều đáng được vinh danh. Và chúng tôi là cái cơ quan đầu tiên mà có thể nói là kiến nghị với nhà nước, với chính phủ những bước đi, những biện pháp để nhằm thực hiện tốt hơn nữa cái mong muốn của bà con cô bác ở khắp nơi trên thế giới, là được nhìn thấy những cái hoạt động mang tính tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng thông qua các hoạt động cầu siêu, được nhìn thấy cái quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của chúng ta thông qua các chuyến thăm Trường Sa, được nhìn thấy cái mong muốn hòa hợp hòa giải thực sự từ trong nước thông qua các cái hoạt động và các cái việc chúng tôi đã làm cho nghĩa trang Biên Hòa. Bản thân cá nhân tôi trong cái đợt đi Trường Sa lần thứ 3 vừa rồi về và có đưa đoàn kiều bào đến thăm nghĩa trang Biên Hòa, tôi có cảm giác đấy không phải là lời nói của tôi, mà đấy chính là cái ý nguyện và cái mong muốn của sĩ quan binh lính, những anh em đã nằm ở nghĩa trang Biên Hòa, người ta đang mượn lời tôi nói với các quý vị ở hải ngoại, thì tôi có cảm giác như không phải là tôi nói. Bởi vì nếu là quyền lợi cá nhân của tôi thì chắc là tôi cũng không có những cái bức xúc, tôi không có những cái cách nào ạ, xử sự nó hết sức là có thể nói là nóng này và bức xúc như cái lúc mà tôi đưa bà con đến nghĩa trang Biên Hòa. Tôi có cảm giác đây là tiếng nói, đây là nguyện vọng của anh em đang làm đấy, mà họ mượn lời tôi để truyền đạt lại cho bà con cô bác, cho đồng đội của họ ở bên ngoài. Cái này tôi cũng mong anh Vũ Hoàng Lân là thường xuyên là giới thiệu để cho bà con cô bác được xem, để thấy rằng cái việc làm của chúng tôi, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như cá nhân tôi trong suốt thời gian 7 năm vừa qua đã cố gắng nỗ lực bằng chính cái tâm của mình, bằng chính sự chân thành của mình, và tôi tự làm, tôi tự đề xuất và tôi tự báo cáo, thì những việc có những việc thì đã được chính phủ nhà nước chấp nhận ngay, nhưng có những việc còn phải từ chờ thời gian để rồi chúng ta hiểu nhau hơn, thì tôi cho cái đó cũng là cái mà cũng dễ hiểu. Thì tôi mong là thông qua Phố Buôn Sa TV, là các cái phóng sự và các cái chương trình mà anh Vũ Hoàng Lân đã tham gia với chúng tôi trong suốt nhiều năm qua, nó sẽ chứng minh được cái tấm lòng của tôi, cái mong muốn của tôi đối với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, đối với lại cái sự nghiệp hòa hợp hòa giải. Và tôi mong muốn là cái tâm huyết của tôi, cái ý nguyện của tôi sẽ được bà con hưởng ứng và ủng hộ.
Xin cảm ơn ông Nguyễn Thanh Sơn rất nhiều cho những chia sẻ liên quan tới công việc của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Nói qua một đề tài khác là công việc mới của ông sắp sửa sẽ nhận là làm đại sứ Việt Nam tại Nga. Thì nhiệm vụ của một đại sứ Việt Nam tại Nga bao gồm những gì? Đặc biệt là trong tình hình chính trị nước Nga hiện nay dính dự sâu vào cuộc khủng hoảng Ukraine, tạo nên rất nhiều phản ứng từ các nước phương Tây, kể cả những vụ cấm vận mà báo chí đã nói tới nhiều. Thì nhiệm vụ của một đại sứ tại Nga trong lúc này có gì đặc biệt hơn thời gian trước đây hay không thưa ông? Có thể nói không hiểu có phải là do định mệnh hay không. Thế nhưng mà tôi thường là cứ khi tiếp quản một cái công việc gì mới thì thường nó cũng lại là bắt đầu một cái giai đoạn rất khó khăn. Khi tôi về nhận nhiệm vụ Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam nước ngoài thì có thể nói là các cái hoạt động nó cũng chưa được ổn định, thì nó chưa có những cái hiệu quả thiết thực như là vừa rồi. Nó còn nhiều những khó khăn, nó còn nhiều những vấn đề mà cần phải vượt qua để mà tiến tới những kết quả như vừa rồi. Thế mà khi nó đã có một cái đường đi rõ nét, nó có những hoạt động cụ thể được bà con bên ngoài, bên trong rất là ủng hộ hưởng ứng, nó có thể nói là có một cái tương lai rất sáng, thì tôi lại rời bỏ để mà đi sang nhận một cái nhiệm vụ mới, đó là làm đại sứ đặc mệnh toàn tại Liên bang Nga trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới. Thì như anh Vũ Hoàng Lân và quý vị khán giả của Bosa TV cũng đã biết, tình hình của Nga hiện nay đang rất khó khăn, đang rất phức tạp. Cái việc xảy ra cái xung đột giữa Nga và Ukraine thì tôi cho đây là cái công việc nội bộ giữa Nga và Ukraine. Thế rồi thì các quốc gia đang tìm những biện pháp tối ưu nhất để xử lý cái quan hệ này. Để quan hệ cá nhân tôi thì quan tâm đến cái quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga. Đây là một cái quốc gia truyền thống từ xưa đối với Việt Nam, và tôi cũng là một cái người mà có thể nói là suốt cả tuổi trẻ, thời thanh niên đã học tập ở Liên bang Nga, và tôi đã có thời gian sống ở Liên Xô trước đây và Nga khoảng độ khoảng gần 20 năm. Thì tôi thấy là trách nhiệm của mình nó cũng rất lớn và cũng rất là khó khăn trong lúc này, làm sao mà phải nâng cái quan hệ, củng cố cái quan hệ chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga phát triển đúng với lại cái thực chất của cái quan hệ mà hai nhà nước, hai chính phủ mong muốn. Và trong lúc bản thân Liên bang Nga đang có những cái do rất khó khăn do cái bao vây cấm vận của EU, của Mỹ, của các quốc gia liên quan đối với lại vấn đề Ukraine, thì làm sao phải giữ cái quan hệ, phải phát triển quan hệ này, nhưng đồng thời cũng phải vì lợi ích dân tộc, làm sao đem lại lợi ích cho cả hai dân tộc, cho hai đất nước, nhưng trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, và làm sao cái kim ngạch buôn bán trao đổi thương mại giữa Việt Nam với Liên bang Nga nó chỉ có thể phát triển đi lên chứ không thể đi xuống. Trong giai đoạn này cũng là một cái giai đoạn mà Nga đang gặp rất nhiều khó khăn, và chúng ta cũng có những cơ hội mới, những cái điều kiện mới để có thể thâm nhập vào thị trường để mà giới thiệu các cái sản phẩm hàng hóa của chúng ta, nhưng đồng thời cũng là cái thách thức để làm sao chúng ta tạo được những cái thương hiệu cho các sản phẩm hàng hóa Việt Nam vào thị trường Nga cũng như các thị trường khác trên quốc tế, trên thế giới đã được công nhận. Thì đây cũng là một cái mà tôi cho là cần phải tiếp tục phát huy. Hai nữa là các cái hợp tác truyền thống giữa Việt Nam với Liên bang Nga cần phải thúc đẩy, và làm sao cái quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga nó được bảo tồn, phát triển và duy trì vững bền cái thực chất là quan hệ chiến lược toàn diện giữa hai nước. Tôi cho rằng là cái trách nhiệm của đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga nó rất là quan trọng, vì đây là một quốc gia lớn, nhưng đồng thời nó cũng có rất nhiều thách thức, bởi vì trong bối cảnh thế giới biến động như thế này thì làm sao ta phải cân bằng, làm sao ta phải giữ cho cái quan hệ nó được đảm bảo, và vừa là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện nhưng đồng thời ta cũng phải giữ được cái quan hệ cân bằng với các quốc gia mà chúng ta có hội nhập và chúng ta có quan hệ ngoại giao, để làm sao cho nó có cái lợi ích nhất, lợi ích tốt nhất cho đất nước ta, cho dân tộc ta. Cho nên tôi cho rằng là trong thời gian tới đây với của Nga, với bối cảnh xung quanh Nga và trên thế giới thì nó cũng là rất nhiều thách thức để mà chúng ta có thể có những bước đi phù hợp, làm sao đem lại lợi ích tối đa nhất cho dân tộc, cho đất nước chúng ta. Mặc dù là ông nói rằng khủng hoảng của Nga và Ukraine là việc của nội bộ của họ, tuy nhiên Việt Nam từ xưa đến nay vẫn có quan hệ ngoại giao, có thể nói là quan hệ anh em lâu đời với cả hai nước Nga và Ukraine. Như vậy, đứng trước cuộc khủng hoảng này thì Việt Nam sẽ có thái độ ra sao qua những hoạt động của một vị đại sứ Việt Nam tại Nga thưa ông? Tôi
là anh Hồ Lân nói rất đúng, quan hệ giữa Việt Nam với Liên bang Nga cũng như là quan hệ giữa Việt Nam với Ukraine là quan hệ truyền thống. Và cả hai quốc gia đó đều đang có quan hệ rất tốt với Việt Nam. Cho nên đứng trước bối cảnh này thì thực sự mà nói chúng ta cũng không muốn nhìn thấy những người anh em có những cái quan hệ bất hòa với nhau. Nhưng mà liên quan đến chủ quyền, đến toàn vẹn lãnh thổ cũng như chúng ta đối với các quốc gia khác thì đấy là một cái vấn đề rất thiêng liêng đối với dân tộc. Chúng ta không thể can thiệp vào cái công việc của Ukraine cũng như là của Liên bang Nga. Chúng ta chỉ mong muốn làm sao hai quốc gia đều là hai quốc gia hữu nghị thân thiết truyền thống với Việt Nam, thì mong là cho hai quốc gia sớm có những cái đàm phán, có những cái để làm dịu tình hình và thực sự là nó giảm đi những cái tổn thất của nhân dân Ukraine cũng như các khu vực liên quan, giảm đi những khó khăn của nhân dân Nga trong cái giai đoạn vừa rồi. Cho nên tôi thấy rằng là đối với Nga thì chúng tôi sẽ cố gắng làm sao mà thể hiện cái quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam với Liên bang Nga, và đồng thời với Ukraine thì chúng ta cũng phải thể hiện một cái quan hệ của chúng ta đối với Ukraine với cái truyền thống là vốn có, và chúng ta luôn luôn mong muốn hai quốc gia sớm tìm ra cái giải pháp tối ưu nhất để đảm bảo hòa bình, hữu nghị hợp tác trong khu vực cũng như là đối với hai quốc gia, đảm bảo cái yêu cầu về hội nhập quốc tế giữa chúng ta với thế giới cũng như là với các quốc gia trong đó có Nga và Ukraine. Thực sự cá nhân tôi thì tôi rất mong muốn là cái quan hệ truyền thống giữa Nga và Ukraine sớm được nối lại như trước đây, bởi vì đây cũng là hai quốc gia anh em, đây cũng là hai quốc gia mà đã có cái truyền thống hợp tác rất lâu đời với chúng ta và đã có đóng góp hết sức quan trọng vào cái việc bảo vệ, gìn giữ ổn định hòa bình thế giới thông qua cái cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai chống chủ nghĩa phát xít. Thì tôi nghĩ rằng là cái truyền thống đó thì họ nên phát huy, và những cái gì tốt đẹp thì nên khôi phục, và những cái gì mà nó không tốt, nó không có lợi ích cho cả hai dân tộc cũng như ảnh hưởng đến cái ổn định chung của hòa bình thế giới cũng trong khu vực thì nên sớm chấm dứt, xóa bỏ, để làm sao mà người dân Ukraine cũng như là người dân Nga được sống trong cái bối cảnh hòa bình trước đây. Ông đã từng giữ vai trò chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trong một thời gian rất dài, nay thì chuyển đi làm đại sứ tại Nga. Như vậy ông có dự định tiếp tục những hoạt động liên quan tới người Việt ở hải ngoại nói chung, ngoài phạm vi nước Nga hay không thưa ông? Tôi thực sự nói với anh Vũ Hoàng Lân và bà con cô bác quý khán thính giả của Bosa TV rằng trong trái tim tôi, trong tâm trí của tôi, hình ảnh người Việt Nam ở nước ngoài luôn luôn là một cái hình ảnh không thể phai nhạt. Những người tôi đã gặp ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có ở Hoa Kỳ, ở Canada, ở rất nhiều nơi đặc biệt, và những chuyến sang thăm của tôi đến với Hoa Kỳ, đến với California, đến với San Francisco, đến với quận Cam, nó để lại cho tôi những cái tình cảm, những cái hình ảnh có thể nói là rất thân thiện, rất là thân thương, gần gũi. Tôi mong muốn là cái sự nghiệp đối với người Việt Nam nước ngoài nói chung, trong đó đối với bà con kiều bào ở Mỹ nói riêng, quận Cam nói riêng, nó để lại cho tôi những ấn tượng, những tình cảm rất là sâu nặng. Tôi hy vọng là mặc dù tôi sắp tới đầu tháng 9 tôi sang nhận nhiệm vụ làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước ta tại Liên bang Nga, nhưng mà tôi cũng sẽ dành thời gian tâm trí để tiếp tục cùng với lại bạn bè đồng nghiệp ở trong nước, rồi thì là ở ngay ở bên ngoài ở Liên bang Nga, tôi cũng sẽ tiếp tục có những đóng góp cho sự nghiệp đoàn kết, hòa hợp, hòa giải, đại đoàn kết dân tộc. Và tôi đang mong muốn có một cái ấp ủ để mà sang năm, thay vì tổ chức cái hội nghị người Việt toàn thế giới lần thứ 3 tại Việt Nam, thì tôi đang mong muốn là sẽ cùng với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam nước ngoài và tổ chức cái cuộc gặp gỡ này, cái hội nghị rất là có ý nghĩa này tại thủ đô Moscow của Liên bang Nga, nơi tôi đang sẽ làm đại sứ trong thời gian tới. Và nếu như cái hội nghị người Việt Nam toàn thế giới lần thứ 3 thay vì tổ chức ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh hay là Lâm Đồng hay là đâu đó, mà nếu tổ chức được ở Moscow, thủ đô Liên bang Nga, và với cái sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng người Việt Nam ở Liên bang Nga, các nhà doanh nghiệp và những nhà hảo tâm đang công tác và học tập làm việc tại Liên bang Nga, tôi cho đây cũng là một cái thành công để tiếp tục tôi đóng góp cho cái sự nghiệp hòa hợp, hòa giải đoàn kết dân tộc, và tiếp tục đóng góp cho cái sự nghiệp mà thúc đẩy cái hoạt động cũng như là cái vị thế của kiều bào ta khắp nơi trên thế giới ngày càng phát triển và hội nhập với thế giới. Cuối cùng thì ông có thể chia sẻ điều gì với người Việt hải ngoại, đặc biệt là người Việt ở Hoa Kỳ,
kể cả những người rất đồng thuận với những hoạt động của ông trong suốt thời gian qua, hoặc là những người không đồng thuận, thậm chí phê bình, chê trách một số công việc của ông trong thời gian qua, thưa ông? Đây là một câu hỏi rất hay của anh Vũ Hoàng Lân, và cũng đây là cũng là cái tâm tư, đây cũng là cái nguyện vọng, cái mong muốn của tôi. Nếu như mà tôi tiếp tục với cái vai trò chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam nước ngoài trong những năm tới, thì tôi cũng sẽ tiếp tục có những chuyến sang thăm bà con cô bác chúng ta ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Canada, đặc biệt đối với lại Hoa Kỳ. Thì cũng nói thật với anh Hoàng Lân là tôi rất mong muốn thường xuyên được đến để gặp gỡ bà con cô bác để trao đổi, bởi vì chính đây là cái quốc gia mà có hơn phân nửa người Việt Nam ở nước ngoài đang sinh sống, và với những cái truyền thống rất tốt đẹp. Có thể nói là cộng đồng người Việt Nam ta ở Hoa Kỳ đã có những cái phát triển trong gần 40 năm qua ở trên đất khách quê người. Hầu như bà con cô bác chúng ta đều có quốc tịch Mỹ, họ là người Mỹ gốc Việt, và họ đều có những cái suy nghĩ, những cái tâm tư có thể nói là khác nhau về đất nước, nhưng mà tình chung thì cái tình yêu dành cho tổ quốc, cho cội nguồn, thì tôi khẳng định là ai cũng có, kể cả những người còn có những cái bất đồng quan điểm, còn có những tư duy không đồng ý với lại chính sách trong nước. Tôi rất là mong muốn là sẽ còn nhiều dịp để gặp lại bà con cô bác ở khắp nơi trên thế giới, gặp cả những người các bác anh các chị còn có những quan điểm bất đồng với lại trong nước, và còn có những suy nghĩ cho rằng là những cái đường lối chính sách trong nước còn chưa đúng. Thì tôi hy vọng là rồi tới đây các bác anh các chị sẽ hiểu hơn về tình hình trong nước, và tôi rất mong muốn được gặp lại các bác anh các chị để chúng ta có những giây phút ngồi bên nhau để cùng trao đổi, để cùng bàn luận, để cùng có thể nói là có những ý kiến phản biện khác nhau, để chúng ta tìm ra một cái chân lý cho đất nước, cho dân tộc. Tôi hy vọng là tôi có sang Liên bang Nga thì tôi cũng sẽ dành cái nhiệt huyết, cái tình cảm, cái trái tim, cái tấm lòng chân thành của tôi cho công tác hòa hợp, hòa giải, đại đoàn kết dân tộc. Và tôi hy vọng là trong một ngày không xa có thể đón được quý vị, các bác, các anh chị khắp nơi trên thế giới đến Moscow để tham dự cái hội nghị người Việt toàn thế giới, nếu như năm tới chúng ta phối hợp với trong nước tổ chức cái hội nghị này. Nếu mà làm được thì đây là một điều rất tốt. Và cũng một lần nữa thông qua Phố Bonsa TV của anh Vũ Hoàng Lân, tôi xin gửi tới các bác, các anh chị, bà con, cô bác khắp nơi trên thế giới cái tình cảm của tôi, cái lời cảm ơn của tôi, cũng như mong muốn tất cả bà con, cô bác, các bác, anh, các chị ở khắp nơi trên thế giới cũng thứ lỗi cho tôi nếu có những việc gì tôi chưa đáp ứng được, cũng như là chưa làm đúng với cái mong muốn của bà con, cô bác. Tôi hy vọng là cái tình cảm của tôi sẽ được bà con, cô bác ghi nhận thông qua Phố Bonsa TV. Tôi cũng xin cảm ơn anh Vũ Hoàng Lân, các quý vị khán giả đã dành cho những cái phóng sự, những clip của Phố Bonsa TV đã nói về các hoạt động của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam nước ngoài trong rất nhiều năm vừa qua, đặc biệt là những hải trình Trường Sa, đặc biệt là những trại hè của thanh niên sinh viên kiều bào khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là những cái thành tích, những cái vấn đề mà chúng tôi đã bảo vệ cũng như là đã giành được cho cái quyền lợi chính đáng của kiều bào ta ở nước ngoài, như là vấn đề nhà ở, như vấn đề quốc tịch, như vấn đề xuất nhập cảnh, vấn đề đầu tư. Và tôi cũng rất mong muốn cái ngày 30 tháng 4 hàng năm sắp tới đây nó sẽ là ngày không những chỉ là ngày thống nhất đất nước, mà nó còn là ngày hòa hợp, hòa giải, đại đoàn kết dân tộc. Tôi xin gửi lời chào, lời tạm biệt và chúc sức khỏe, chúc hạnh phúc, chúc thành công tới tất cả bà con, cô bác khắp nơi trên thế giới, và tới anh Vũ Hoàng Lân, tới khán giả của Phố Bonsa TV. Xin cảm ơn, xin hẹn gặp lại bà con, cô bác. Xin cảm ơn ông Nguyễn Thanh Sơn rất nhiều cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và cũng xin chúc ông thật nhiều may mắn, nhiều điều tốt đẹp trong nhiệm vụ mới ở nước Nga. Xin tạm biệt ở nơi đây, thưa ông. Xin cảm ơn anh Vũ Hoàng Lân. Xin tạm biệt và hẹn lại gặp lại anh Vũ Hoàng Lân ở Moscow nhé.